giữa đại dương bao la, một cuộc đối đầu giữa hai thế lực hùng mạnh đã diễn ra. Một bên là Đại Minh, đế quốc hùng cường một thời, nay đang chìm dần trong những cuộc nội chiến và sự suy yếu. Còn bên kia là Hà Lan, một cường quốc thương mại đang vươn mình trên biển cả, với những con tàu buôn bán đổ sộ và tham vọng xâm chiếm không ngừng lớn mạnh. Khi một công ty Đông Ấn Hà Lan đang từng bước xâm lấn vào chủ quyền lãnh thổ của Đại Minh, thì liệu đế quốc phương Đông này có thể bảo vệ được những gì còn lại không? Một câu hỏi tưởng chừng như đã có câu trả lời, thế nhưng lịch sử lại mang đến cho chúng ta những bất ngờ chưa từng có. Đại Minh, bằng một cách nào đó, đã nhanh chóng đánh bại được một cường quốc hải quân phương Tây. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Chiến thắng này có ý nghĩa gì đối với vận mệnh của hai đế quốc này? Hãy cùng khám phá câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battle Cry, Trung Hoa Sử Ký. Trước khi nhà Minh được thành lập, các thương nhân Phúc Kiến đã từng xây dựng được một mạng lưới thương mại sầm uất, kết nối Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ, Vịnh Ba Tư và thậm chí là cả châu Phi. Tuy nhiên, tình hình an ninh trên biển thì ngày càng trở nên phức tạp do hoạt động của các toán cướp biển Nhật Bản. Và để đối phó với tình hình này, nhà Minh dưới thời của vua Hồng Vũ đã ban hành lệnh cấm biển, độc quyền ngoại thương. Quyết định này mặc dù nhằm mục đích là ổn định tình hình và củng cố quyền lực của nhà nước, thế nhưng nó cũng đã gây ra nhiều tranh cãi và ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động thương mại, đặc biệt là đối với thương nhân Phúc Kiến. Trong suốt hàng thế kỷ, tuyến đường tơ lụa đã kết nối châu Âu và châu Á, tạo ra một mạng lưới thương mại rất sầm uất. Tuy nhiên, sự sụp đổ của đế chế Constantinople vào năm 1453 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Việc đế chế Ottoman kiểm soát hoàn toàn eo biển Bosphorus đã làm gián đoạn tuyến đường thương mại quan trọng này và buộc các thương nhân châu Âu phải tìm kiếm những con đường mới. Trước tình hình đó, các quốc gia châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan đã quyết định đầu tư vào việc phát triển những đội tàu biển và khám phá ra các tuyến đường mới. Họ không chỉ muốn tìm kiếm một tuyến đường thương mại thay thế, mà còn mong muốn khám phá những vùng đất mới, tìm kiếm thêm các nguyên liệu như vàng, bạc và các loại gia vị quý hiếm. Cuộc đua tìm kiếm những vùng đất mới này đã mở ra một kỷ nguyên khám phá đại dương với những cuộc hải trình vĩ đại của Columbus, của Vasco da Gama. Và sự kiện này đã mang lại những thay đổi sâu sắc cho lịch sử thế giới. Nó không chỉ thúc đẩy sự phát triển của thương mại hàng hải, mà còn dẫn đến một sự giao lưu văn hóa giữa các châu lục, các quốc gia, sự hình thành của các đế quốc thực dân và những cuộc xung đột tranh giành lãnh thổ. Thời kỳ khám phá đại dương đã đặt nền móng cho quá trình toàn cầu hóa và định hình thế giới như chúng ta biết ngày nay. Trong khi đó, Long Khánh Chuyển đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách hàng hải của nhà Minh. Việc mở cửa lại các cảng biển không chỉ phục hồi hoạt động thương mại, mà còn tạo ra một hệ thống thương nhân phức tạp và đa dạng. Các thương nhân Phúc Kiến với kinh nghiệm dày dặn và mạng lưới quan hệ rộng rãi đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để khôi phục lại vị thế của mình. Tuy nhiên, sự cạnh tranh với các thương nhân châu Âu và sự phát triển của các lực lượng thương nhân tự phát đã tạo ra những thách thức mới cho nhà nước và xã hội Trung Quốc. Việc cân bằng lợi ích của nhà nước, lợi ích của thương nhân và sự ổn định của xã hội đã trở thành một vấn đề nan giải mà các triều đại nhà Minh phải đối mặt. Vào thế kỷ thứ 16, vùng đất thấp Hà Lan với những con kênh uốn lượn và những thành phố sầm uất, đây không chỉ là một trung tâm thương mại sầm uất của châu Âu, mà còn là cái nôi của công nghệ và đổi mới. Những chiếc thuyền buồm Hà Lan với thiết kế tinh xảo và khả năng chịu đựng sóng gió đi biển dài ngày đã tung hành khắp các đại dương, mang theo những thứ hàng hóa quý hiếm và kiến thức mới đến với mọi miền trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của sự giàu có đó, người dân Hà Lan đang phải gánh chịu một ách thống trị nặng nề. Vua Philip II của Tây Ban Nha với tham vọng thống nhất châu Âu dưới một vương miện đã áp đặt lên Hà Lan một chế độ cai trị hà khắc. Họ tăng thuế, đàn áp tôn giáo và kìm hãm sự phát triển của các thành phố tự trị. Sự bất bình của người Hà Lan ngày càng dâng cao. Các thương nhân, giới quý tộc và cả tầng lớp nông dân đều cảm thấy bị chèn ép quá đáng và rất khát khao tự do. Cuối cùng thì vào những năm 1560, ngọn lửa cách mạng đã bùng nổ. Người dân Hà Lan đã đứng lên đấu tranh chống lại sự áp bức của Tây Ban Nha, đòi quyền tự quyết và tự do tôn giáo. Cuộc chiến tranh giành độc lập của Hà Lan kéo dài trong nhiều thập kỷ với những trận đánh ác liệt và những hy sinh to lớn. Thế nhưng với ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết, người dân Hà Lan cuối cùng đã kiên cường chống trả và giành được thắng lợi. Năm 1579,
các tỉnh phía Bắc của Hà Lan đã liên kết với nhau để thành lập Cộng hòa Hà Lan, một quốc gia độc lập và tự do. Chiến thắng của Hà Lan đã trở thành một nguồn cảm hứng cho các cuộc cách mạng khác trên thế giới, khẳng định quyền tự quyết của các dân tộc và mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn châu Âu. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập đầy cam go này, thương mại đã trở thành một mạch máu sống còn đối với Hà Lan. Việc buôn bán các sản phẩm như vải, đồ gốm và các mặt hàng thủ công không chỉ mang lại nguồn thu nhập quan trọng để tài trợ cho cuộc chiến này, mà còn giúp đa dạng hóa nền kinh tế và củng cố vị thế của Hà Lan trên trường quốc tế. Thế nhưng, việc mở rộng thương mại ra toàn châu Á lại là một thử thách đầy khó khăn. So với Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, những cường quốc hàng hải đã có mặt ở châu Á từ lâu, thì Hà Lan khởi đầu muộn hơn và phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Và để đối phó với những thách thức này, Hà Lan quyết định thành lập công ty Đông Ấn Hà Lan. Công ty này không chỉ là một doanh nghiệp thương mại đơn thuần, mà còn là một công cụ để thực hiện chính sách đối ngoại của Hà Lan. Với quyền hạn rộng lớn, bao gồm cả quyền tuyên chiến và ký kết hiệp ước, công ty Đông Ấn Hà Lan đã nhanh chóng trở thành một thế lực lớn ở vùng Đông Nam Á. Việc thành lập công ty này không chỉ giúp Hà Lan vượt qua được sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ khác, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử thương mại của quốc gia này. Hà Lan đánh chiếm Bành Hồ lần 1. Sau khi thành lập công ty Đông Ấn Hà Lan, những con tàu buôn mang cờ của công ty Đông Ấn đã rẽ sóng tiến vào vùng biển Đông Á đầy sóng gió. Với tham vọng thiết lập một đế chế thương mại rộng lớn, người Hà Lan không chỉ nhắm vào các thuộc địa của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, mà còn tìm kiếm thêm những địa điểm chiến lược để xây dựng các căn cứ hải quân và thương mại. Năm 1602, Đô đốc Wybrand van Warwick với hạm đội hùng mạnh đã hướng mũi tàu tới Banten, Indonesia, rồi sau đó là đảo Macau, một thành phố cảng quan trọng của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, những cuộc tấn công này đều thất bại. Không nản lòng, Warwick chuyển hướng sang Bành Hồ, một quần đảo chiến lược nằm giữa Trung Quốc và Đài Loan. Với một mưu kế tinh vi, ông ta đã mua chuộc các quan chức địa phương và chiếm đóng Bành Hồ vào năm 1604. Hành động này của Hà Lan đã chọc tức triều đình nhà mình. Thừa tướng Thẩm Hữu Dung, một vị tướng tài ba và trung thành, được trao nhiệm vụ giải quyết vấn đề này. Với một hạm đội đông đảo, ông đã lãnh binh vượt biển đến Bành Hồ và sau đó một trận đại chiến đã xảy ra. Hai viên tướng tài ba đại diện cho hai nền văn minh lớn đã đối đầu với nhau. Thẩm Hữu Dung với khí thế của một viên tướng nhà mình đã kiên quyết yêu cầu quân Hà Lan phải rút lui. Tuy nhiên thì Warwick với sự tự tin của một nhà thám hiểm đã cố gắng thương lượng để đạt được mục tiêu thương mại của mình. Cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài nhiều ngày liền và cuối cùng, trước sức quân số áp đảo của nhà mình và sự kiên quyết của Thẩm Hữu Dung, Warwick đã buộc phải rút lui. Chiến thắng này của nhà mình đã khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Bành Hồ và răn đe các thế lực ngoại xâm. Để ghi nhớ chiến công này, Thẩm Hữu Dung đã dựng bia ghi lại sự kiện lịch sử trọng đại này. Hà Lan chiếm Bành Hồ lần 2. Bước sang năm 1622, với tham vọng thống trị thương mại Đông Á, công ty Đông Ấn Hà Lan đã cử một hạm đội hùng mạnh dưới sự chỉ huy của Đô đốc Rison đến vùng biển của Trung Quốc. Mục tiêu của họ không chỉ thiết lập quan hệ thương mại với nhà mình, mà còn để đánh bại các đối thủ chuyển kiếp khác như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, nhằm giành quyền kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng và tìm kiếm thêm những nguồn cung cấp gia vị mới. Sau khi thất bại trong cuộc tấn công Macau, một thành trì vững chắc của Bồ Đào Nha, Rison đã quyết định chuyển hướng sang Đài Loan. Hòn đảo này với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng về kinh tế rất lớn, được xem là một địa điểm lý tưởng để xây dựng căn cứ hải quân và căn cứ thương mại. Đô đốc Hà Lan đã đích thân dẫn đầu một đoàn thám hiểm lên đảo để khảo sát địa hình và tìm kiếm các cảng biển thích hợp phục vụ cho thương mại. Việc Hà Lan khám phá Đài Loan đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của hòn đảo này. Người Hà Lan đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng to lớn của Đài Loan, đặc biệt là trong việc trồng trọt các loại cây công nghiệp như mía đường và thuốc lá. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hà Lan ở Đài Loan cũng đã gây ra nhiều xung đột với người dân bản địa và các quốc gia láng giềng. Cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở Đông Á đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Sau chuyến thám hiểm Đài Loan, Đô đốc Rison đã đưa ra quyết định đầy quan trọng. Ông chọn Bành Hồ làm căn cứ chính của mình ở vùng Đông Á. Với vị trí địa lý thuận lợi,
gần các tuyến đường thương mại sầm uất và có khả năng kiểm soát một phần biển Hoa Đông. Bành Hồ được xem là một bàn đạp lý tưởng để Hà Lan mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ở khu vực này. Quyết định này của Ryson đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Hà Lan và lập tức công cuộc xây dựng thành trì ở Bành Hồ đã được bắt đầu. Tuy nhiên, việc Hà Lan chiếm đóng Bành Hồ đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ nhà Minh. Triều đình nhà Minh lo ngại rằng sự hiện diện của người Hà Lan ở quần đảo Bành Hồ sẽ đe dọa tới an ninh quốc gia trong bối cảnh an nguy ở phía Bắc đang bị đe dọa bởi người nữ Trần. Các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra đầy căng thẳng, thế nhưng đã không đạt được bất kỳ một kết quả nào. Nhà Minh kiên quyết yêu cầu Hà Lan phải rút khỏi Bành Hồ, trong khi Hà Lan thì lại muốn mở rộng thương mại với các quốc gia trong khu vực. Việc xây dựng thành trì ở Bành Hồ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc châu Âu ở vùng Đông Á. Nó không chỉ thể hiện tham vọng của Hà Lan muốn trở thành một cường quốc thương mại hàng hải, mà còn làm gia tăng căng thẳng giữa Hà Lan và các quốc gia khác trong khu vực. Cuộc chiến giành ảnh hưởng ở Đông Á đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tiền đồn Hạ Môn. Sau khi xây dựng pháo đài Bành Hồ, công ty Đông Ấn Hà Lan đã trở nên ngang ngược hơn bao giờ hết. Họ không chỉ củng cố vị trí của mình ở Bành Hồ, mà còn tiến hành các hoạt động cướp bóc và quấy rối tàu thuyền của nhà mình. Đại diện thương mại của Hà Lan, Johan van Melde, khi tới Hạ Môn để đàm phán, đã thể hiện một thái độ rất kiêu căng và thiếu tôn trọng với các quan chức nhà mình. Việc ông này từ chối tuân theo nghi thức ngoại giao đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của người Trung Quốc và khiến cho cuộc đàm phán này trở nên bế tắc. Sự kiêu căng của Hà Lan đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của nhà Minh. Triều đình nhà Minh đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở các vùng ven biển và trừng phạt nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật của người Hà Lan. Việc đàm phán thất bại đã cho thấy một sự khác biệt quá lớn về quan điểm và lợi ích giữa hai bên. Nhà Minh đồng ý cho phép Hà Lan buôn bán tại Đài Loan cũng là một sự kiện rất đáng chú ý. Đây có thể coi là một sự nhượng bộ của nhà Minh trước sức ép từ quân đội Hà Lan. Thế nhưng cũng có thể là một phần trong chiến lược lâu dài của họ. Bằng cách họ cho phép Hà Lan có một căn cứ tại Đài Loan, nhà Minh hy vọng rằng sẽ có thể làm chia rẽ và suy yếu các thế lực phương Tây khác nhau ở vùng Đông Á. Đồng thời, họ cũng muốn thu hút một phần thương mại của Hà Lan về phía mình. Tuy nhiên, sự thay đổi chính sách này của nhà Minh đã nhanh chóng bị đảo ngược khi Nam Cửu Ý lên nắm quyền. Với một tư tưởng cứng rắn hơn, Nam Cửu Ý đã quyết định đối phó mạnh mẽ với sự xâm lược của Hà Lan. Ông này đã triệu tập quân đội và tiến hành tập trận lớn ở khu vực Kim Môn và Hạ Môn. Tất cả cho thấy quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhà Minh. Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và nhà Minh đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cả hai bên đều có những tính toán riêng và đều muốn đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, sự khác biệt về lợi ích và quan điểm đã khiến cho cuộc đàm phán này trở nên khó khăn và đầy rẫy những bất chắc. Quyết định thiết quân luật của Nam Cửu Ý đã đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với Hà Lan. Trước hành động cứng rắn của viên quan nhà Minh, Đô đốc Richardson đã đưa ra một tối hậu thư đầy thách thức. Ông không chỉ yêu cầu nhà Minh phải từ bỏ quyền tự do buôn bán với Tây Ban Nha, mà còn đe dọa sẽ tuyên chiến nếu yêu cầu của ông không được đáp ứng. Tối hậu thư của Richardson đã đẩy mối quan hệ giữa Hà Lan và nhà Minh đến bên bờ vực sụp đổ. Việc Hà Lan đưa ra những yêu sách quá đáng và thái độ cứng rắn của nhà Minh đã khiến cho cuộc đàm phán này trở nên vô cùng khó khăn. Cả hai bên đều kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và không chịu nhượng bộ. Việc nhà Minh tấn công hạm đội Hà Lan và bắt giữ các thương nhân đã là một hành động vi phạm trắng trợn hiệp ước. Hành động này không chỉ làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của Hà Lan và nhà Minh, mà còn cho thấy ý định của nhà Minh muốn loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Hà Lan ở khu vực Đông Á. Việc nhà Minh xử tử các thương nhân Hà Lan cũng là một thông điệp rõ ràng gửi tới các cường quốc phương Tây. Bất kỳ ai dám xâm phạm vào lãnh thổ và lợi ích của nhà Minh đều sẽ phải trả một cái giá đắt. Đây là hành động mạnh mẽ nhằm răn đe và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, trong cái thời buổi căng thẳng đó, chúng ta còn phải kể tới cái tên Trịnh Chi Long nữa. Sự xuất hiện của con người này trong cuộc chiến chống lại người Hà Lan đã làm thay đổi cục diện. Vốn là một thương nhân hàng hải giàu có và có thế lực, Trịnh Chi Long sở hữu một đội tàu lớn và một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Việc ông này tham gia vào cuộc chiến không chỉ mang lại sức mạnh quân sự cho nhà Minh, mà còn giúp thu hút thêm nhiều lực lượng địa phương tham gia vào đây. Trịnh Chi Long có nhiều lý do để tham gia vào cuộc chiến này. Thứ nhất, ông muốn bảo vệ quyền lợi của các thương nhân Trung Quốc.
và chống lại sự cướp bóc của đám người Hà Lan. Thứ hai, ông cũng muốn tranh thủ cơ hội để mở rộng thế lực của mình ở khu vực Phúc Kiến. Và thứ ba, ông muốn thể hiện lòng trung thành của mình với nhà Minh và hy vọng sẽ được triều đình phong thưởng và tạo điều kiện sau này. Căng thẳng giữa đế quốc Hà Lan và Đại Minh sau nhiều lần đàm phán với những nỗ lực ngoại giao không thành đã không thể làm dịu đi mâu thuẫn giữa hai nước. Những tranh chấp về lợi ích kinh tế, lãnh thổ và sự khác biệt về văn hóa đã chất chồng lên nhau, khiến tình hình ngày càng leo thang và cuối cùng cả hai đều bị đẩy vào một tình thế không thể lùi bước. Khi mọi cánh cửa đối thoại đều đã khép lại, thì con đường duy nhất còn lại là chiến tranh, một cuộc đối đầu quân sự không khoan nhượng. Liệu rằng quân đội Hà Lan với sức mạnh công nghệ hiện đại của phương Tây có thể đánh bại được quân Minh hay không? Một đế chế lâu đời và hùng mạnh ở phương Đông. Cuộc chiến ấy nổ ra ở đâu? Với những chiến thuật và khí giới gì? Sức tàn phá của nó sẽ ra sao? Và kết quả sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực này thế nào? Hãy sẵn sàng bước vào những trận đánh đầy cam go và gay cấn, nơi mà mỗi quyết định đều có thể xoay chuyển cục diện. Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của video này để khám phá những diễn biến bất ngờ, khốc liệt và những khoảnh khắc lịch sử quan trọng trong cuộc đối đầu này nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của video.